Vâng, tiếp tục đó là cặp loa L1 26 decat nha các bác, 26 decat. Cặp loa dẫn đầu phân khúc trên 10 triệu. Và cặp loa này hiện tại em đang giao cho các bác và chào bán là giá 11 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Loa tiễn rất là đẹp, mời các bác xem ecran của nó rồi tới thùng quách. Ecran logo. Đặc biệt những dòng loa này được anh em giới chơi radio trong tầm tiền ưa chuộng là lý do tại sao nó rất là dễ phối ghép và âm thanh rất là hay với sở hữu cấu hình cũ Anico. Phần của Anico Bass 25, một chép huyền thoại của JB đó là chép ráy mã là L26 được sử dụng cho tất cả hầu hết những dòng loa JB. Ví dụ như là L100, 4312 thì cũng bằng những model 4311. Cái chép này rất là hay nên nó được sử dụng rộng rãi trên những dòng loa đẳng cấp của JB. Và cái bass đây là bass 25 của Anico nữa, nên các bác chỉ cần với một con ampli, ví dụ như chỉ cần 100W thôi, hoặc là âm đi đèn chỉ cần 5W là đủ đánh nó rồi. Và nhiều độ nhẹ cao và thiết kế đẹp thẳng hàng, các bác thể chơi trong phòng khoảng là 35m² đó, lại tiếng rất là tơi mượt mà, đặc trưng của dòng loa Mỹ. Đây em sẽ cắt cây canh này đi và sẽ quay cho các bác cùng xem. Và đặc trưng của những dòng khác L26 này thì nó vân gỗ, nó là kiểu như vân gỗ thông nha các bác. Riêng những dòng này mới có được cái vân gỗ này nha các bác. L26 và L36 mới có được vân gỗ đẹp như thế này, kiểu như là thùng thông như là những dòng AR đó các bác. Đây, nó rất là bét mét ở thùng vách. Đây các bác xem nha. Đấy, thùng vách thì đẹp tuyệt vời, vuông thành sắc cạnh. Và giá bên em luôn luôn bao ship, giá nó 11 triệu nha các bác, cũng như giá cũ năm trước thôi. Có được có lên tới 11,5 triệu, tùy lốt hàng nha các bác. Vâng, và đây là cạnh trái. Cái tiếng loa thì tuyệt vời rồi nha các bác, khỏi thằng bàn về tiếng loa nha. Tất cả loa bên em tuyển kỹ lưỡng và tất cả bao zin hết cho các bác tuyệt đối, và chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, cái đó là cái quan trọng nhất. Các bác là người sở hữu đầu tiên. Đây các bác thấy được không? Đẹp. Đấy, nhìn phát là thích ngay ở những cái vân gỗ này. Rồi cuối cùng là phía sau. Phía sau của em nó các bác sẽ thấy được hai cái trạm loa thể hiện cho phần là âm dương. Trắng đen, đen đỏ nha, đó là phần dương, cặp dương. Này, chúng ta nhét vào và khóa ra bên. Nó có ký hiệu ở đây. Có thay độ mới của trạm loa này. Đây. Này, các bác thấy phía sau nó này. Sắc không? Thực sơn rất là đẹp luôn. Từ những cạnh này nó nha các bác. Đây các bác thấy cần cạnh em quay rất là rõ ràng. Rồi, em xin dừng video. Các bác nào chốt cặp loa này thì liên hệ cho em, giá nó là 11 triệu nhé. Đã bao gồm phí ship rồi đấy. Các bác ở xa mua hàng thì cọc tiền ít nhất là 2 triệu hoặc là các bác chuyển khoản đủ cho em. Thì sao cũng được. Chuyển khoản đủ thì các bác tới chỉ việc nhận loa thôi. Các bác ở Hà Nội thì hàng sẽ tới khoảng 2 đến 3 ngày. Nhanh thì 2 ngày, có khi ngày rưỡi thì nó tới thôi. Tùy theo cái đường đi xe người ta đi, người ta tới sớm thì người ta giao sớm cho các bác. Đấy, các bác xem lại video của tiếng loa toàn thể nha. Đấy, đẹp chưa? Rồi em dừng video. Chào các bác.